Hello, mình xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2022. Thì chị hôm nay mình lại tiếp tục làm video bán bò cho cái chạy bò hình chung nha con. Thì chạy bò hình chung thì có địa chỉ là ở ấp An Định Dòng, xã Tân Bình, huyện Cần Long của tỉnh Trà Vinh. Thì chạy bò hình chung chị hôm nay về một số bò mẹ con, một số bò cái xác và 6 con bò bao bê và pháp kem. Nhìn hình dạng rất là đẹp nha. Thì bà con nào muốn mua bò vố béo hay là bò mẹ con dễ nuôi sinh sản hay là bò cái xác thì để vũ béo tiếp thì vào xem video, ưng ý con nào nhắc máy gọi ngay thằng Trung, ba số điện thoại trên màn hình nha. Và bà con nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha bà con, đăng ký hoàn toàn miễn phí, không tốn bất cứ một đồng bạc nào hết, để tiện theo dõi những video tiếp theo ha. Và bây giờ mình không làm mất thời gian nữa, mình mời bà con xem bò nha. Về lô bò mới nha anh chị, bữa nay ngày 17 tháng 3 2022 anh chị, em tiếp tục về vô bò mới. Anh chị nào có nhu cầu mà xài bò liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Đây nó hơi tối anh chị, đây này cũng tầm khoảng mười mấy 20 con anh chị ơi, không được nhiều như đó. Đây em tiếp tục mã số 1 nha anh chị, đứng rất là xa cho anh chị xem đây. Mã số 1 mẹ kem anh chị, 1-2 con mẹ kem hết. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài bò liên hệ giúp cho em nha. Một con nó chiều cao 1m lẻ anh chị, một con chiều cao yếu 1m2 anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài alo em nha. Bò độ tuổi tháng nó tầm khoảng một con 6 tháng, một con 8 tháng anh chị. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em. Bò dằn mông rất là tốt anh chị. Cái mông này, em lại gần cho anh chị xem cái mặt mông đó nè. Dằn mông nó hở quách luôn anh chị. Dằn mông anh chị, con này rất là to. Đây. Đây anh chị, rất là to anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài alo em nha. Đây, rất là to bò. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em. Bò em bao tật lỗi anh chị nha. Không thầm ruột, không bú nhớt anh chị. Bò này rất là ok anh chị. Giá cũng tầm trung nha anh chị nào có nhu cầu xài alo mẹ em nha. Hãy làm chị xem dần dai một được nha anh chị. Nó hở nè. Con này cũng vậy nha anh chị, rất là hở nha. Con bò này chiều cao gần 1m2 anh chị. Con này hơn 1m nha anh chị. Dần mông luôn anh chị. Rất là to luôn. Cặp bò này có giá tại chuồng em là 37.500.000 nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà cần á liên hệ giùm em nha. Em có chuyến xe về Đồng Tháp nha anh chị. Một chuyến xe về An Giang. Cô chú anh chị nào mà cần thì liên hệ giúp giùm em nha. Em có hai chuyến xe về Đồng Tháp, một chuyến xe về An Giang anh chị, một chuyến xe về Kiên Giang. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ giúp giùm em nha, để em ghép xe nha anh chị. Còn anh chị nào mà không cái tỉnh mà em không ghép được á, anh chị cứ mạnh dạn điện em để em để bò đó, để em từ từ em ghép xe cho anh chị nha. Không có sao nha anh chị, ở đâu đều mua bò em được nha anh chị. Anh chị các tỉnh mà liên cận hay là xa em á, em đều bán bò cho anh chị được nha. Cô chú anh chị nào cần alo em. Đây chào mong rất là to anh chị đó. Cô chú anh chị nào cần mã số 1 liên hệ em nha. Cặp bò này giá là 37.500.000 mã số 1 anh chị. Một con kem này nó to lỡ luôn anh chị. Bò này tầm khoảng 8 tháng mấy, 9 tháng bò anh chị, rất là to. Giá chỉ 37.500 mã số 1. Dàn đầu rất là tốt nha anh chị. Đây anh chị, dàn đầu rất là tốt nha. Đầu bư hết anh chị. Bò này ăn rất là mạnh nha anh chị. Không còn gống ghiếc gì anh chị. Cứng bò hết rồi. Ông chú này ổng tắt ra rồi á. Bò này là em bắt chung một chủ luôn anh chị. Nó hơi gần, nó hơi to anh chị, cái đầu nó hơi to. Đó, anh chị nào có cần thì liên hệ giùm em nha. Con này dàn dài cá gan tay em luôn anh chị, cái con mà nhỏ này cá gan tay em luôn. Bò này anh chị sao nuôi có đường dài rất là có hậu nha anh chị. Anh chị nào cần liên hệ giúp giùm em. Mã số 1. Đây em tiếp tục mã số 2 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà cần mã số 2 liên hệ giúp giùm em nha. Đây. Một con bò kem, một con ba bê bông. Cô chú anh chị nào mà thích con nào thì em bán nãy nha anh chị. Em rất là thoải mái anh chị. Đó, anh chị nào cần alo giúp giùm em nha. Cặp bò này nó cũng cứng bò anh chị. Cặp bò nó giá tại chuồng em là 35 triệu anh chị. Anh chị nào mà có thích hợp á, dám nuôi có lợi hay là có xanh sữa thì liên hệ giúp giùm em nha. Giá 35 triệu luồng tháng nó tầm khoảng 6 tháng lấy bò anh chị. Đây. Rất là ok luôn anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ nha. Mã số 2. Giá 35 triệu. Rất là to bò nha anh chị. Con bò nhỏ này cái con bò bông á nó hơn 1 mét anh chị. Cái con bò này nó gần 1m1 lẻ anh chị. 1m1 á, em cho 1m1 đi cho dễ tính. 1m1 trở lên nha anh chị. Con này hơn 1m nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ giúp em nha. Mã số 2. Giá 35 triệu. Giá 35 triệu nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ giùm em nha. Đây. Rất là ok nha anh chị. Đầu mài rất là đẹp. Con bò kem này cái dai nó không được hở mấy anh chị, tại vì nó dẻo bò, dần đít thì có nó vuông vuông bò anh chị. Cái con kem con ba bê này thì dai hở ok lắm anh chị. Anh nói thẳng cho anh chị biết dễ cho dễ tính. Nói nào đấy anh chị xem cái dòng mông con kem này anh chị, rất là bự nha anh chị. Đó, rất là hở luôn. Đó. Cô chú anh chị nào có thích hở
bác xài alo nha em nha. Mã số 2 giá 35 triệu. Tiếp tục mã số 3 nha anh chị. Một con siêu xám, một con 3B nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài alo mẹ em nha. Bò này chiều cao nó hơn 1m1 nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần thì alo mẹ em. Đây. Rất là to anh chị, mã số 3. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp cho bọn Trung giúp em nha. Cặp bò này giá tại chuồng em là 42 triệu nha anh chị. Ủa, tuổi tháng là tầm khoảng 7 tháng rưỡi trở lên nha anh chị. Cô chú anh chị nào có cần có nhu cầu thì xài liên hệ giúp giùm em nha. Mã số 3 nha anh chị. Giá 42 triệu, giá tại chuồng em nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần liên hệ em. Con bò nó đen quá anh chị ơi. Rất là đẹp nha anh chị, cặp bò này rất là đẹp, giá chỉ 21 triệu một con thôi anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì alo giùm em nha, chạy bò Thành Trung. Để cho em có thêm nhiều động lực để bắt bò phục vụ cô chú anh chị nha. Anh chị nào mà ở gần xa thì mạnh dạn liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha anh chị. Mã số 3 giá 42 triệu. Anh chị nào nhớ xem kênh á, nhớ ủng hộ đăng ký kênh, bấm nút chuông để ủng hộ trại bò Thành Trung giúp em nha anh chị. Cho em có thêm nhiều động lực để phục vụ cô chú anh chị nha. Đây. Mã số 3 giá 43 triệu nha anh chị. Giá 42 triệu. Anh chị nào cần liên hệ với em nha. Đây em tiếp tục mã số 4 nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cặp nghe cái xác liên hệ với em nha. Bò này đều nuôi sinh sản được nha anh chị. Anh chị em mới tách con nha anh chị. Anh chị thấy cái dàn lửa nó căng không anh chị? Cái dàn vú cực kỳ căng luôn anh chị. Con kia mình để nái được ok bình thường nha anh chị. Cái con mé bên tay phải của em là để nái được, con bên trái để được nha anh chị. Cái cặp bò này em bán bò xác nha. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Nó hơi cháy nắng anh chị xem thông cảm giùm em nha anh chị. Đây, đây. Bò này chiều cao quá anh chị, nó tầm khoảng 1m2 giật về chưa tới 1m2 anh chị. Tại nó dài đòn anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài nái á, mình dựng lại á, tại vì bò này em biết gốc nguồn á anh chị. Em mình để nái được nha anh chị. Anh chị nào mà có cần thiết á, bắt cái cặp bò xác này về mình để nái được nha, tại bò này em biết gốc nguồn anh chị. Này là mã số 3, số 4 nha anh chị. Cặp bò này giá tại chuồng em là 27 triệu. Con bò này rất là to nha anh chị, cái con mấy bên đây rất là to nè anh chị. Mình đều để sinh sản được nha anh chị. Đây. Đây rất là to nè anh chị. Đây con cái này rất là to nha. Anh chị nào có nhu cầu mà xài. Mã số 5 nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà xài cặp nghé được liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Đây. Mẹ ăn con nha anh chị. Bò này nói chung là siêu khổ, siêu khổ luôn nha anh chị. Mã số 5. Đó. Mẹ này chiều cao em đo giữa lưng nó là tầm một khoảng 1m2 nha anh chị. Đẻ con cực kỳ đẹp luôn. Bò này phân quá trời, em về em tắm không nổi anh chị ơi. Anh chị nào mà có nhu cầu á xài á, bắt á về tắm phụ em nha. Mẹ ăn con đực nha anh chị. Đây. Mẹ ăn con cực kỳ mắc sữa luôn anh chị. Bò này nó mới đẻ lứa đầu nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài á, liên hệ giùm em nha. Em đo phân giữa lưng anh chị là tầm 1m2 bò nha. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con cái tơ mà đẻ lứa đầu liên hệ giùm em nha. Cặp bò này giá tại chuồng em là 28 triệu nha anh chị. Bò này nghé đực nha anh chị. Đẻ con kem F2 đẹp lắm anh chị, mà nói chung là ông anh này ông bỏ bê, nó hơi phân dính nhiều anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì alo giùm em nha. Giá 28 triệu tại chuồng em nha. Anh chị nào bắt được bò thì chờ em ghép xe cho anh chị đi tới chỗ nha anh chị. Mới lẻ lứa đầu nha anh chị, giá 28 triệu, mã số 5 nha anh chị. Đây. Bò đẹp lắm anh chị ơi. Em lại gần cho anh chị xem, ăn mặc cực kỳ đẹp nha. Em xài bên em là ưa xài dùng mà cái kem nha anh chị. Bò xin thì em cũng không chuộng mấy, từ khi là con xin em đẹp, đẻ con đẹp, đẻ năm một em mới bắt thôi nha anh chị. Em chỉ chọn là bò Pháp nha, tại vì con bò xin mà đẻ ra con bò là chứ F1 nha anh chị. Còn cái con bò kem mà đẻ ra là F2 nha anh chị. Đây, cực kỳ êm luôn anh chị. Đang bú luôn anh chị. Cô chú anh chị nào cần alo em nha. Bò này dàn đít, dàn dai rất là hờ, rất là ok nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em. Mã số 5. Giá 28 triệu tại chuồng em nha. Cô chú anh chị nào cần alo em em. Đây, xương sóc anh chị, rất tướng rất là thẳng anh chị. Rất là thẳng luôn. Rất là thẳng bò. Đó, anh chị nào có nhu cầu xài alo em nha. Em đo giữa lưng là 1m2 nha anh chị. Rất là ok bò. Đây. Đó, đứng xa cho anh chị xem đây. Giá chỉ 28 triệu mẹ con nghe được. Đây anh chị thấy không? Dàn lưng, dàn vai, dàn cái dàn xương đứng rất là thẳng nha anh chị. Tại này dính phân hơn nha anh chị. Đó. Rất là đẹp bò nha anh chị. Bò này nói chung là cũng còn mập thôi tại vì phân dính nhiều thôi. Anh chị xem cái dàn sữa đó, rất là tốt nha anh chị. Rất là mát sữa luôn. Nghe nè. Cực kỳ im nha anh chị. Dính nghe được nha. Bò này lâu lâu mới được sở hữu nguồn cặp rồi, nó giá nó mềm mềm nhìn mình đồ đẹp vậy nha anh chị.
giá chỉ 28 triệu. Cô chú anh chị nào cần alo giúp chạy bò hình dung giúp em nha. Mã số 5 anh chị. Đây em tiếp tục mã số 6 anh chị. Này mẹ con mới đẻ một lứa đầu anh chị, mà con ngé nó to anh chị, ngé này tầm khoảng 90 phân anh chị. Em phỏng nha. Con mẹ này chiều cao 1m2 em đeo giữa lưng anh chị. Con bò này đang lên giống luôn anh chị. Đây, nó còn dính cái dịch đó anh chị. Mà con ngé thôi rất là tốt nha anh chị. Đây, cái dàn lưng nó em chị xem nè. Rất là hở nha. Cô chú anh chị nào mà cần mẹ một con ngé mà nó hơi độ độ một tí á, liên hệ giùm em nha. Đây, mẹ một con nha anh chị. Mẹ này đầu chuỗi nha anh chị. Anh chị nào thích bầu chuỗi mà không ra sừng á thì bắt bò mẹ mà con này nha anh chị. Bò này nói chung là đang lên giống luôn anh chị ơi. Nó quẹo lên, nó kẹo nhẻo rồi nè. Anh chị bắt về bỏ một nước là mình gieo lại nha anh chị. Em đo chỗ thấp nhất cái chỗ mà giữa lưng con bò là 1m2 nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần alo giùm em nha. Đây, nó cực kỳ VIP nha anh chị. Đó. Cặp mẹ con này giá chỉ 35 triệu thôi anh chị. Mẹ con nghe được giá 35 triệu anh chị. Mới đẻ lứa đầu luôn anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu mà cần đó, xài alo giùm em nha. Đây, mẹ con giá 35 triệu anh chị. Anh nhìn xem con đó nè. Đứng rất là xa cho anh chị xem dễ coi nha. Đó. Em vẫn từng góc quay nha anh chị. Đây, rất là ok anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài alo giùm em nha. Đây. Bò này cũng rất là mát sữa nha anh chị. Tại nó bú rồi, nó không có bú anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào mà cần á, liên hệ giúp giùm em. Đây. Mẹ con này giá mã số 6 anh chị. Mã số 6 giá 35 triệu mẹ con nghe được nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần mẹ con nghe được liên hệ giùm em nha. Mẹ này pháp banh đó anh chị, kêu bầu mà siêu cũng được. Anh chị nào thích kêu mẹ siêu cũng được. Mẹ pháp anh cũng được anh chị. Đây con anh chị, hết thuốc luôn anh chị ơi. Nó chưa rớt lông máu nó mà nó pin gì nè anh chị. Cô chú anh chị nào cần mã số 6 liên hệ em nha. Giá 35 triệu. Cô chú anh chị nào cần alo vô giúp chào bò hình dung giúp em nha. Đây, đứng rất là xa cho anh chị dễ xem nha. Đầu rất là đẹp. Đây, rất là lực nha anh chị. Rất là lực luôn. Anh chị thấy rõ không? Tại vì nó hơi chối chối nắng anh chị xem thông cảm giùm nha. Ăn cỏ rất là mạnh luôn. Bò nghé này luôn tầm khoảng 3 tháng nha anh chị. Nó 3 tháng rồi mà lên giống anh chị ơi. Nó đang lên giống luôn á. Anh chị thấy cái tinh nó kẹo nhẽo đó anh chị thấy đây thì biết anh chị. Đây, nó dính cái tinh đó nè anh chị. Mà tại vì em về em buôn bán em không có gieo nha anh chị. Đó. Em không có gieo nha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần bắt á, về mình bỏ gieo nọc lại giùm em nha. Tại em buôn bán mà em gieo lại thì không có lời nha anh chị. Đó. Nghe rất là đẹp nha anh chị. Cỏ rất là mạnh luôn. Giá chỉ 35 triệu mã số 6. Đây, mẹ ăn con này mã số 7 nha anh chị. Mẹ con mã số 7 nha anh chị. Anh chị nào mà xài mẹ con cái mà để lấy nền lại liên hệ giùm em nha. Con mẹ này vô chữa rồi anh chị. Để vợ em lấy xuống cái mã số coi nó nêu được bao nhiêu ngày anh chị. Con là anh chị rất là đẹp nha anh chị. Con này nó cao tầm khoảng 1m anh chị ơi. Nó bự nè. Bự chà bá luôn. Bò này là gieo tinh lợi rồi nha anh chị. Bò này đẻ tầm khoảng 2 lứa bò nha anh chị. Đó, bò này chiều cam do giữa lưng là 1m2 nha anh chị. Cô chú anh chị nào có cần có nhu cầu á xài thì alo giúp giùm trại bò thành trung giúp em nha anh chị. Đây. Đó, mẹ này nói chung là nó con nó lớn rồi anh chị ơi, nó phải ốm nha. Mẹ này tầm khoảng 5 tháng bò nha anh chị. Anh chị nào mà không ngại mà nó nửa tiền á, cặp bò này liên hệ giùm em nha. Cặp bò này có giá tại chuồng em là 31 triệu nha anh chị. Giá 31 triệu. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp trại bò thành trung giúp em. Giá 31 triệu nha anh chị. Mà tại vì con ngé là rất là đẹp nha anh chị. Ngé thì nó hiện tách ra tầm khoảng 14 triệu trở lên đó nha anh chị, không ít đâu nha anh chị. Bò rất là đẹp, xương sóc rất ok anh chị. Dần mông anh chị, lưng quay đều hở hết. Cô chú anh chị nào cần mà mẹ một con giá 31 triệu giùm em nha. Mẹ con ngé cái anh chị. Rất là bự rò. Đây. Đây, rất là to anh chị. Đây. Cái nó xa anh chị thấy không? Hơi gõ không anh chị. Đó. Cái con bò này nó gieo ngày 13 tháng 2 anh chị, 2022 anh chị. Tây anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, thì liên hệ giùm em nha. Gieo ngày 13 tháng 2. Nó hơi chói anh chị, nắng nó chói á. Anh chị xem thông cảm giùm em nha. Anh chị nào bắt được thì em đưa cái giấy này cho anh chị theo dõi nha. Đây. Con bò này gieo lại ngày 13 tháng 2 anh chị, 2022. Em nói này là cho anh chị biết để anh chị canh nha. Còn là em bán là bán mẹ một con nha anh chị. Anh chị nào thích hợp mà bắt được mẹ con liên hệ giùm em. Anh chị xem con ngá cái nè anh chị. Hết thuốc luôn. Giá chỉ 32 triệu thôi anh chị. Anh chị xem nè, nó rất là bự bò anh chị. Mà chữa nó dính lại anh chị. Thì nói chung là chủ bò bán á thì cũng nói em anh chị nào mà có canh á, theo dõi á
thì mình đưa giấy cho người ta, nói cho người ta biết người ta canh có rừng, ta biết người ta canh đó. Giá chỉ 31 triệu, mã số 7 nha anh chị, giá 31 triệu, mã số 7. Anh chị cần liên hệ giúp Trà Bồng Trung giúp em nha anh chị, mã số 7. Mẹ con, mẹ này gieo dính rồi nha anh chị, em có giấy anh là chị nào bắt được cái em chụp giấy cho anh chị xem nha. Số 8 nha anh chị, anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con xin này, xin lebo sao nó bự quá anh chị đó, chiều cao đứt cứ thẳng thẳng anh chị. Bò này đẻ tầm cũng khoảng 2 lứa anh chị, tại bò này biết góc hồ anh chị, dính con đực kem thì thôi nói chung là rất là đẹp anh chị, tích thúng luôn. Cái chiều, cái chiều cao của nó con nó giờ cũng tầm 1 mét bò anh chị, 3B nha. Đây đó, rất là đẹp nha anh chị, mã số 8 nha. Anh chị nào mà có nhu cầu mà cần mà cái mà mẹ con 3B nghe đực á, liên hệ giùm em nha. Con mẹ này rất, con này rất là pin nha anh chị, em bắt bò mà xin lắm, mà tại vì em thấy nó đẹp mà anh chị, mà đẻ con đực nữa thì nói chung đực này nuôi mấy hồ mình lên được 20 triệu anh chị. Con nghe đực này lúc nào em bán ra cũng được 15 triệu hết anh chị, 14 triệu rưỡi, 15 triệu hết nó, nhưng mà em vẫn bán mẹ con nha anh chị cho nó dễ đó. Anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ con nghe đực này liên hệ giúp Trà Bồng Trung giúp em nha. Đó, rất là đẹp nha anh chị, nó đang ra màu đen đó, đứt cái thúng vậy anh chị. Để chút lại gần cho anh chị xem nha. Mẹ con này giá tại chuồng em là 31 triệu 500 ngàn anh chị, mã số 8, 31 triệu 500 ngàn, quá yêu thương luôn anh chị ơi. Bò này đẻ tầm khoảng 2 lứa bò nha anh chị, em đứng quay xa cho anh chị xem dễ coi nha. Em lại gần thì nó hơi cá nó bự, bây giờ em lại từ từ, xương sóc đứng ok, không bị uốn nhớt, không tật lỗi anh chị. Đây, nó rất là hiền anh chị, đó, ông anh em ông gờ luôn. Anh chị xem cái mông đít nó nè anh chị, nó tà lè luôn anh chị, thấy không, rất là tà lè cái mông đít luôn. Cái dàn lưng là một rang tay em nha anh chị, anh đo mấy lần lưng cho anh cô chú anh chị xem luôn đó, một rang tay luôn nha anh chị, rất là hiền đó. Cô chú anh chị nào mà cần mẹ con này liên hệ giúp Trà Bồng Trung giúp em nha. Nói chung con mẹ thì nó có con thì nó cũng phải dẻo dẻo đồ nha anh chị, nó không bụt mập giống như con mẹ mà con mà nó ấy được anh chị. Đây mẹ con này dán 31 triệu 500, mã số 8 nha anh chị. Đây rất là to, cô chú anh chị nào cần liên hệ nha. Con bò con này rất là hiền nha anh chị, đây rất là hiền cái mặt đó nè, lưng anh đo giùm em anh, một rang tay anh chị, nó hở á anh chị, xem cái dòng mông đó nè, nó hụt phịch luôn, nó có khía luôn anh chị. Con mẹ con này rất là mát sữa em mới bắt nè. Cô chú anh chị nào thích dòng bò xin á thì liên hệ giúp giùm em nha. Đây rất là to nha anh chị, mẹ con rất là to. Cô chú anh chị nào cần alo giúp Trà Bồng Trung giúp em nha, chân móng hoàn thiện nha anh chị. Rồi sấy con bò xin là em bắt lúc nào sấy nó cũng hơi chín đấy anh chị, sấy chín này mới bắt nha. Còn con bò Pháp hay bò bất cứ bò này kia em không tính sấy nha. Còn con mẹ xin mà anh chị mà bắt là em phải tính sấy, sấy đều chín hết nha anh chị, sấy mặt sấy lưng đều chín hết. Cho chú anh chị nào cần thì alo giúp Trà Bồng Trung em nha. Con bò này em do đỡ lưng nó 1m2 bò nha anh chị, rất là dài đòn luôn anh chị xem nè, rất là dài anh chị. Đây con anh chị, rất là pin bò.